luôn nha anh Hạnh ơi. À, cái này nó có thùng khò luôn. Dán tưng luôn. Máy êm quá ha. Máy động cơ hai máy anh, động cơ gian ba hai máy dầu. À, con này bán mấy chục? Con này 95 triệu anh. Rồi. 0972845124. À, dở dở lên coi được không? Động cơ gian ba. Wow, động cơ này thôi bao bền rồi. 2T68. Này 10 ngựa nha anh. À. Cái động cơ này loại nó động cơ máy cày mà. Dạ. Ừ. 2T68 hả? 2T68. Wow, 2T68 cũng khá lớn ạ. 10 ngựa. 10 ngựa. Con này là nhỏ nhỏ nhưng mà nó có vỏ chơi. À không, thiếu bất cứ một cái gì. Full là full sao? Là nó tay lái này, tay lái thủy, tay lái cơ. Tay lái cơ anh. À tay lái dây. Tay lái cơ. Tay lái cơ nhưng mà tay lái dây nó rất nhẹ, nó y như tay lái thủy vậy đó. Y chang luôn. Coi kỹ. À à đúng rồi, tay lái mà tay lái cơ thì nó có khi mà mình hạ nó mới xuống. Nó rất là nhỏ gọn anh. À. Kép vô thì nó tầm khoảng chỉ có 6 đất rưỡi thôi. À cái này đi ở trong những cái hàng bắp, hàng đúng rồi. Mía rồi được á ha. Nhưng mà banh ra thì nó tầm 90 anh. À tầm 90. Dạ. Thì con này có đường búa sẵn luôn. Cái này ở bên Nhật hình như để nó làm ba cái cỏ cái gì nè. Ủi anh. Không, nó ủi nhưng mà làm cỏ, có nghĩa nó khép chân vô, thí dụ nó đi vô hàng mì hàng gì đó. Xong cái nó ủi nè. Thì cái này mình làm cái lam nó mòn à, để làm cái lam cho bén ha. Cái này bên đó nó em nghĩ là nó xúc bê tông nè anh. Ha? Nó xúc đồ bê tông. À cái này xúc bê tông gùm lum hết. À dính bê tông. Má rào nó làm chất lượng quá ha. Dạ. Rào chất lượng, răng được chất lượng ghê. Cái này mấy phốt viết đồ có xì xét gì không anh? Không, em đã kiểm tra bao hết rồi. Bao hết khỏi lo. Kiểm tra hết. À. Cái đó nó không bao nhiêu tiền hết anh. À. Cái này là nó có đường búa nè. À. Búa chờ sẵn nè. À. Rồi có rùa thỏ nè. À. Rồi có banh háng nè. À. À, ở đây có rùa thỏ. Rùa thỏ đây anh, đạp này vô. Đây, ở đây rùa. À ga. À ga. Rùa thỏ là rùa thỏ là đạp đây. À đạp đây. Còn con này đây. Con này là đảo chiều của cái banh háng. À à. Có một cái banh háng như một cái lên làm xuống làm. À đảo chiều là mình thu vô xả ra đây. Dạ. Có đồng hồ nhiệt độ nè, đủ đồ chơi dữ ta. Mới có 1063 giờ. Ít ha. Dạ. Wow. Con này là Cobeco. Cobeco 007. Xong mua tem dán vô. Tại vì em cũng mới tắm lại cho nó một nước sơn mới anh. À. Đó, cái này em có tắm cho nó một nước sơn mới cũng chưa có dán tem lại nữa. À. Cobeco SK007. Mua con này về lợi ở chỗ như nè. Thứ nhất nhỏ gọn, thứ hai xích nó rất rẻ. Chính xác. Tại xích nó nhỏ mà. Xích nó nhỏ nó rẻ. Xích nó nhỏ nó rẻ. Đó. À. Mà xích này mới tinh mà. Xích này mới tinh mà anh. À. Dạ. Xích của nó luôn hả? Rin hả? Xích này em thay xích mới 100%. À, xích Nhật là mới tinh, sao pin luôn nè. Xong nói xích mới cho nó sang. Thôi thì đó, mình có nói xích mới đó. Ý là xong nói xích rin theo xe à, không, nó mới. Có sao mình nói vậy à? Không có nói tào lao. Còn con này gì đây? Cái đó là đạp để bẻ cần anh. À, bẻ cái cần. À, bẻ cái cần này hả? À. Nó bẻ ngay cái đầu trâu nè, bẻ qua bẻ lại anh. À, vậy bẻ hả? Cần qua lại. À. Ví dụ những trong cái hốc hẻm mình cốt không được á thì mình bẻ nó qua. Wow, một con xe phải nói là rất là nhỏ mà công nhận ấy ha. Tôm lên thao tác lại một lần nữa xem coi. Cho nó đã coi. Đâu bẻ cần nữa. Bẻ cần coi. Đây bẻ cần đây. Wow. Wow, bẻ như con tép. Hả? Bẻ như con tép à. Trời nhanh quá ha. Quá nhanh. Đâu không? Quá nhanh, quá nhanh, quá đã. Nhỏ nhưng mà có vỏ anh lẹ lắm. Đâu chạy coi. Cái đó là cái gì? Búa thỏ nè. Cái chân này là cái gì? Cái này là búa. À đường búa hả? Dạ đường búa. À. Đà chạy chậm nè. À. Lẹ nè. Wow. Chạy cũng rất là lẹ nha. Nhanh dữ quá. Đó thả chậm nè. Chậm nè. Lẹ nè. Wow. Chạy khá là lẹ luôn.
ơi thì ngon. À cái này nhiêu hồi nãy nói nhiêu? 95 triệu thôi anh. 95 triệu. Dạ. Cô bé cô quá ngon, quá đã, quá đã, trời ơi hàng quá chất luôn. Rồi tiếp tục món nhau nữa. Đây anh mới về một con cẩu siêu khủng. À con cẩu ta nano ba tấn rưỡi. À cần 6 khúc, cần 6 khúc luôn. Ta nano, ta nano mấy tấn? Con này 3 tấn rưỡi anh. 3 tấn rưỡi, 3 tấn rưỡi là ra 6 khúc vẫn được 3 tấn rưỡi hả? Không, 3 tấn rưỡi 6 khúc, 3 tấn rưỡi sao cẩu não anh? Hả? À? Sao mà cẩu não? Đó chị cái gì? Trời ơi, 12m55. Đúng rồi. Vậy? Là nó gần vậy, đúng rồi đó, 12m55. Đây nè, 12m55 nè. Là bắn ra hết cần luôn đó. Nếu mà hết mức luôn ra là 10m. À mà cái mà cái nằm trong là mà khúc trong cùng là 10m72. Ra thêm một khúc nữa là 12m55. Dưới rồi. 10m55. 12m55. 12m55. Là ra hết á. 12m5, cho nó 12m5 đi. Wow, cái này dữ à. 6 khúc mà anh. À, 6 khúc hả? À? Hàng hiếm mà. À, Việt Nam có 102 đúng không? Đúng rồi. À. Này là nó banh chân ra này... giống như một con nhện luôn nè. Đó. Wow. Tại vì banh nó cao nó phải... là... nó cao đòi hỏi phải banh chứ. Chính xác, nhưng mà đòi hỏi cái xác xe nó phải nặng. À. Anh nhìn đây là tạ nè. À, nó có thêm tạ nữa. Nó có thêm tạ đây rồi, tạ đây rồi, tạ dưới nữa. Cái tạ này không là biết bao nhiêu tiền ta. Tạ này biết làm gì ngon không? Làm gì ngon? Đem ra làm cục đe là không nhất. Nhưng mà nó uổng. Sắt cục luôn rồi. Nguyên sắt đặc mà anh. Sắt đặc luôn ghê quá. Khủng khiếp quá. Tạ trước, tạ sau. Tạ sau đây. Trời. Mình rút chốt ra nè anh. À rút chốt ra để bẻ. Bành ra. Đó. À. Rồi bên đây là nó có thêm một cái chốt đây. À. Rút cái chốt này ra. À. Mẹ cái cây này qua vô cái khớp đây. À. Đó nó độc lắm. Thiết kế là cực kỳ là khủng luôn. Như một con nhện vậy đó anh. Wow. Đây anh giờ mấy cục tạ này anh thấy khủng chưa? Trời. Một tạ này thôi á. Này bành ở đây nữa. Đó. Sao mấy nó kỳ nó ấy nó không lấy đi ta? Lấy chi anh uổng mất xin theo cái xe. Cái cục này chắc phải mấy tấn à? Mấy tạ thôi chứ. Như vậy phải tấn mấy á? Nó vậy á. Thấy vậy không phải vậy. Chừng khoảng 10 phân vuông thôi là chừng khoảng mấy phân là một ký rồi. Ai giác nổi cục này cho luôn. Không. Ai giác nổi cho luôn, thôi, không lấy tiền luôn, cho luôn, này tặng luôn. Ủa cái này nó mấy động cơ? À, thằng này 2 động cơ rồi anh. Một động cơ chạy ben riêng. Động cơ ở đây là động cơ Giang Ma. À. 2T90 chạy ben riêng. Là nó hoạt động riêng cái cẩu này riêng. À. Đó. Là con này công suất của nó là 27 ngựa. À. Đời lốc xám. À. Đời lốc xám 2T90. À. 27 ngựa. À, tất cả hoạt động đều đây. Còn cái kia là một cái chạy riêng. Động cơ máy là động cơ 3 máy Isuzu, 3 máy dầu. Wow. 3 máy dầu Isuzu nha anh. À, 3 máy dầu Isuzu. Đó. À. Con này thì 3 cầu 10 bánh như những con kia thôi. Cũng giống như những cái con kia thôi. À. À. Thì ra là biết rồi. Có nghĩa là cái con này là nó bản thân nó là con 3 cầu 10 bánh. Đúng rồi. 3 cầu 10 bánh sau nó mới gác lên cái bộ này lên. Nó bắt đầu vô chốt đây. Vô ngàm đây. Ngàm đây chốt đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là nó gác bộ này lên, 3 cầu 10 bánh. 3 cầu 10 bánh. Cái bộ này bộ rời nha anh, có thể bứng ra được luôn nè. À rồi. Bứng rời bộ này ra luôn. Bứng được ra bộ này hơi chua, hơi dữ à. Này lấy cẩu cẩu ra thôi anh. Chứ sao làm tay nổi? Thì cẩu với tay nào dạ. Cho nổi. Đây bộ hoạt động nó nằm ở đây hết. Tất cả bộ hoạt động đây là nó nằm xe đây. Xe đồ thì chạy ok, còn bộ hoạt động này chạy ok không? Bình thường ngon lành hết, bao tết thoải mái anh. À. Tại vì cái kho cái xưởng em nó nhỏ quá, không có đem ra ngoài mà bữa nào đó anh rảnh em sẽ đem ra một cái chỗ mà thiệt là rộng á, em test được. Ôi cái kho nó chật quá. 12m55 luôn, dễ sợ ta. 6 khúc quá. Wow. Quá trời ha. Hàng khủng quá anh ơi. Luôn, hàng quá khủng. Luôn. Bao luôn hàng này ở đây là chỉ có em có thôi. À. Việt Nam có 102. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì xin hãy liên hệ với Nông Cơ Phong Tâm số điện thoại 0972 845 124. 0972 845 124. Gặp Phong. Tiếp em Phong Nông Cơ em Phong. Em với em Phong nha. À. Đó. Con này báo giá cho anh chị mình luôn là con này 250 nha anh em.
250 triệu. 250 triệu, có bớt lọc lá cho anh em, có đó. Thương lượng, có thương lượng cho anh em mà bớt đó. Tiền xe tiền cổ đó, có bớt lọc lá cho anh em hết. Con này chiều dài nó mấy mét không? Em cũng chưa có đo. Bước thử coi. Con này quân bình nó cũng hơi dài đó anh. À, đây, dài dữ á. Em cái thằng ở đâu? Chiều dài. Tổng chiều dài luôn là gần 4m7 anh. Gần 4m7. Đó, 4m65. Bề ngang. À, chiều ngang con này là chiều dài chiều ngang tổng thể luôn hay sao? Tổng thể luôn. Chiều ngang tổng thể đó ra tới đó, đó, sọt ngang qua đó. Chiều ngang tổng thể là 1m7 anh. À, 1m7. 1m7. Gần 5m ha. 4m65. 4m65. Quá đã. Hàng quá khủng luôn. Quá khủng. Mấy cái máy này nổ cực đã lắm anh ơi. À, nổ em lắm. À. À. Máy nào cũng vậy, từ máy này qua máy kia luôn con. Máy dầu mà. Máy dầu hết. Cái máy này nó cũng xài đâu nhiều đâu. Chưa xài nhiều mà. Êm như cái nêm hả? Đây nè. Cái này có phần động cơ thôi. Mắt gen da băng Kawata. Rồi, anh em nào có nhu cầu cứ việc alo với ông chủ ha. Dạ. Rồi, mến chào anh em.